kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Nam Định, mùng 1 tháng 7 1954, mùng 1 tháng 7 2014, hướng đến kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Buổi chiều ngày hôm nay tại sân vận động Quảng trường Hòa Bình đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Phương Minh Đức Huy và các cầu thủ Sơn Aia. Dưới sự cổ vũ của đông đảo các cổ động viên, cả hai đội bóng đều nhập cuộc tự tin, thể hiện được sơ đồ kỹ chiến thuật mà ban huấn luyện đã đưa ra. Đây là trận đấu mà Phương Minh Đức Huy vẫn cho thấy lối chơi có phần kinh nghiệm với những đường bóng ngắn, trong khi đó Sơn Aia lại dựa chủ yếu vào hàng tiền vệ, thiên về thể lực với sự cơ động của Ngọc Duy nhằm giảm thiểu những pha bóng của đối phương. Bằng thế trận ăn miếng trả miếng, cả hai đội bóng đã có tổng cộng 10 bàn thắng và trận đấu được khép lại với tỷ số hòa 5 đều.